Hello, xin chào cả nhà. Rồi em lên tiếp combo 10 con này với giá là 1 triệu, chuyển khoản full lên bao ship nha. Đây, một Casio Lion A pin năng lượng nha. Con này sản xuất Thái Lan, size ngang là 38, dây vỏ thép đúc luôn. Pin khỏe luôn nha. Đó. Đèn chuông đồ đầy đủ chức năng nha, dây có đề mi nè. Đó, còn đẹp zin nha cả nhà. Rồi một em đồng hồ Casio đó, chạy full chức năng em vô pin rồi nha, chỉ việc xài thôi đó, nguyên zin luôn. Rồi một em Casio Baby G nha đó, mặt tráng gương có đèn luôn đó, đèn lúc này cả nhà ơi, đó đèn rất sáng luôn nha, còn nguyên tem nè cả nhà, sản xuất Thái Lan nha, Thái Lan cả nhà ơi, còn nguyên tem luôn, nguyên rin, đầy đủ chức năng luôn, giờ thế giới, bấm giờ thể thao, đếm ngược, báo thức, đó, có 5 báo thức lặp lại với báo tiếng luôn, đầy đủ, lịch vạn niên luôn nha, đó, nguyên rin nè. Rồi một em đồng hồ Casio G sóc nha, nè, đèn hai màu ở trên nè. Đó, chuông nè, bấm giờ thể thao, báo thức, lịch vạn niên, đó, đầy đủ chức năng nha cả nhà, kiểu dáng độc lạ là 4 con full chức năng nha, còn lại 5 con này là vô pin tự xử giúp em nha cả nhà. Đâu 6 con, 6 con cả nhà vô pin tự xử giúp em nha. Đó. À, tổng cộng 10 con nha. Đó, chuyển khoản full lên bao ship nha. Rồi, em mời cả nhà nha.